Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2021, Đoàn Thanh niên và cán bộ công chức viên chức xã Nhân Mỹ đã tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với cờ hồng, loa di động, đội tuyên truyền đã biên tập những thông điệp tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu. Đi vào từng ngõ xóm, tuyên truyền, hướng dẫn cách tự phòng chống dịch bệnh như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, cách đeo khẩu trang đúng cách, phương pháp tăng cường sức khỏe để phòng chống dịch. Hướng dẫn bà con nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone để bảo vệ bản thân và cảnh báo tiếp xúc gần. Đặc biệt, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tạo khí thế sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân và cử tri nêu cao tinh thần làm chủ. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, tham gia đầy đủ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.